giọng ca vàng là sao đỏ không nhá. À để cháu đưa chú cái đĩa ấy. Đĩa đâu? Đĩa đây là đĩa nhạc thiền, hai đĩa này là đĩa 2, đĩa 3 này. Tí cháu đưa chú cả 3 cái nhá. Tí cầm vào. Tí cầm vào. Rồi có đĩa 1 cháu đang mở cái kia. Cái bài, cái đĩa 1 là cái bài như chú gửi cho cháu đấy. Vâng, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và... Alo cháu, vâng, lại tuần sau lấy tiếp. Vâng, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin thông báo... Bớt 1 đồng rồi, chắc chắc luôn. Bắn ránh à? Hàng của cháu đã chọn hàng đẹp rồi nên là bán phải chắc chứ. Bây giờ lại mua hàng rẻ rồi xong nói thách nữa thì còn nói chuyện gì. Ôi, kinh mô mà gần nhà máy xi măng Hoàng Thành mà. Cháu giáp với nhà máy xi măng Hoàng Thành. Vâng, cửa hàng lại được chào đón chú Công có địa chỉ tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần thứ 6. Chú về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để chọn một chiếc đài sắp 3 số 7. Chiếc đài này là mang mã số 123. Ngày hôm qua thì cửa hàng có một chiếc 122. Khách hàng cũng đã chốt rồi và cửa hàng cũng đã gửi hàng cho anh khách trong buổi chiều ngày hôm qua rồi. Còn ngày hôm nay thì chú Công chốt tiếp chiếc đài sắp 3 số 7 mang mã số 123. Vâng, sản phẩm thì bên cửa hàng vẫn có những chiếc đài sắp 3 số 7. Bên cửa hàng thì còn... một chiếc đài có nguyên tem zin này, một chiếc thì cũng đã có khách đặt hẹn tháng 8 lấy thì cửa hàng cũng đã cất đi rồi ạ. Chiếc 124 thì có khách hàng chốt rồi. Đây là chiếc 123. Chiếc 123, chiếc này thì cửa hàng cũng đã chụp hình đăng chi tiết trên trang Zalo riêng. Vậy cửa hàng cũng làm clip thông báo ngắn như vậy để quý khách hàng có thể biết là những sản phẩm gì đã qua chủ trong các ngày. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các bộ dàn audio cũng như là những sản phẩm hàng siêu tầm như những chiếc đài, những chiếc quạt, những chiếc đồng hồ bên cửa hàng, quý khách hàng liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.